Sáng ngày 15 tháng 6, thêm 71 ca mắc COVID-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 23 trường hợp. Bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 15 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 71 ca mắc COVID-19 tại 4 tỉnh, thành phố, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 23 ca. Việt Nam hiện có 10.881 bệnh nhân. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam, tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 6 đến 6 giờ ngày 15 tháng 6, có 71 ca mắc mới, bệnh nhân 10.811 đến 10.881. Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh, 70 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 28 ca, thành phố Hồ Chí Minh 23 ca, Bắc Ninh 19 ca, trong đó 69 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. Tính đến 6 giờ ngày 15 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 9.238 ca ghi nhận trong nước và 1.643 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 7.668 ca. Có thêm 2 tỉnh Đồng Tháp và Trà Vinh trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Tổng cộng có 23 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh đã 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện cho 2.165.826 mẫu cho 4.799.671 lượt người. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 6 giờ ngày 15 tháng 6, cả thế giới có 176.953.183 ca mắc, trong đó có 161.121.139 ca khỏi bệnh, 3.825.402 ca không qua khỏi và 12.006.642 ca đang điều trị, 84.676 ca diễn biến nặng. Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 2.236.912 ca, số ca không qua khỏi tăng 4.648 ca, châu Âu tăng 32.806 ca, Bắc Mỹ tăng 13.046 ca, Nam Mỹ tăng 46.618 ca, châu Á tăng 132.203 ca, châu Phi tăng 12.224 ca, châu Đại Dương tăng 15 ca. Tại Đông Nam Á trong ngày ghi nhận 23.723 ca, trong đó Indonesia tăng 8.189 ca, Philippines tăng 6.426 ca, Malaysia tăng 4.949 ca, Thái Lan tăng 3.355 ca, Campuchia tăng 542 ca, Myanmar tăng 223 ca, Singapore tăng 25 ca và Lào tăng 14 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới, một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ca bệnh 10.833 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh là nam 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày 11 tháng 6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 14 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 70 ca bệnh ghi nhận trong nước, ca bệnh 10.811 đến 10.822, bệnh nhân 10.824, bệnh nhân 10.826 đến 10.827, bệnh nhân 10.829 đến 10.830, bệnh nhân 10.836, 10.837 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là 10 ca có liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 4 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca là F1 của bệnh nhân 4.893, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 13 và 14 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 10.823, 10.825, 10.828, bệnh nhân từ 10.831 đến 10.832, bệnh nhân từ 10.834 đến 10.835, bệnh nhân từ 10.838 đến 10.858, ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu vực cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 10.583, 10.859 đến 10.881 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh là các trường hợp F1 đã được cách ly, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 182.462. Trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 2.045, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 36.846, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 182.462. Thông tin tiêm chủng.
có thêm 54.328 người được tiêm chủng vaccine trong ngày 14 tháng 6 năm 2021. Tính đến 16 giờ ngày 14 tháng 6, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1, 2 và 3 tại các tỉnh, thành phố với 1.552.651 liều. Trong đó, số người đã được tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 59.608 người. Thành phố Hồ Chí Minh sau một tuần sẽ đánh giá lại để điều chỉnh mức độ giãn cách. Chiều ngày 14 tháng 6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tham dự cuộc họp báo có đại diện các sở ngành của Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin vì sao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 thêm 2 tuần, phương hướng ngành y tế trong giai đoạn phòng chống dịch sắp tới và một số yêu cầu với người dân trong thời gian giãn cách. Giãn cách thêm 2 tuần để dập dịch cần sự chung tay của người dân. Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian 2 tuần giãn cách vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã khống chế được các chuỗi lây nhiễm, đặc biệt là chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm chưa biết được nguồn lây, do vậy việc giãn cách 2 tuần tiếp theo là cần thiết để các lực lượng chức năng có thể khoanh vùng, truy vết, giải quyết căn cơ được các chuỗi lây nhiễm. Theo ông Hưng, thông qua họp báo, ngành y tế mong muốn thông tin rõ đến người dân những lưu ý để có thể cùng với các lực lượng chức năng tận dụng hữu hiệu nhất thời gian giãn cách sắp tới. Theo đó, người dân thành phố cần tuân thủ để hợp tác với ngành y tế, chính quyền địa phương quyết tâm dập dịch trong 2 tuần tiếp theo này. Trong đó thì cần tiếp tục thực hiện biện pháp 5K, đặc biệt là mang khẩu trang, khử khuẩn hay là vệ sinh tay và vệ sinh cá nhân. Khi xuất hiện các địa điểm phong tỏa hoặc là xuất hiện ca F0, ngành y tế đều thông tin nhanh nên mọi người dân cập nhật nhanh thông tin dịch bệnh. Nếu có liên quan đến các ca bệnh thì liên hệ ngay sở y tế để được hướng dẫn. Ông Hưng cũng khuyến cáo trong thời gian này người dân mắc bệnh nếu chưa cần thiết thì nên hạn chế đến các cơ sở y tế. Các công ty xí nghiệp quản lý chặt nhân viên của mình. Đối với những công ty sản xuất trong môi trường kín thì hết sức chú ý đến việc đảm bảo phòng chống dịch nghiêm ngặt. Đặc biệt là phải có các phương án dự phòng, xử lý khi có ca nghi nhiễm F0 trong đơn vị của mình. Một điều khác hết sức quan trọng, theo ông Hưng, đó là trong 2 tuần giãn cách vừa qua, cơ bản người dân thành phố đã chấp hành tốt. Tuy vậy, ở nhiều nơi vẫn có nhiều người dân tiếp xúc nhiều. Do vậy, ông Hưng khuyến cáo người dân nên hạn chế sinh hoạt, tiếp xúc với người khác, tốt nhất là chỉ nên tiếp xúc với người trong nhà, hạn chế di chuyển, và nếu di chuyển, tiếp xúc thì nên ghi lại để khi cần khai báo với cơ quan y tế. Sau một tuần sẽ đánh giá lại để điều chỉnh mức độ giãn cách. Khi được hỏi liệu 2 tuần nữa có dập được dịch triệt để hay không, bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không một chuyên gia nào có thể khẳng định 2 tuần hay là bao lâu sẽ dập được dịch triệt để. Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho biết 2 tuần giãn cách tiếp theo là vô cùng cần thiết, bởi dù đảm bảo biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thì việc dỡ bỏ giãn cách sẽ làm gia tăng mật độ tiếp xúc trong sinh hoạt, làm việc, vui chơi của người dân. Khi đó chắc chắn mầm bệnh sẽ lây lan, có điều kiện bùng phát. Lý do Thành phố Hồ Chí Minh chọn giãn cách thêm 2 tuần vì đây là thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2 mà trên thế giới quy định. Ông Dũng cũng cho hay, mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giãn cách thêm 2 tuần, tuy nhiên sau 1 tuần, thành phố sẽ đánh giá lại tình hình dịch bệnh để quyết định tăng cấp, giữ cấp hay là giảm cấp ở một số khu vực. Sẽ nghiên cứu để người dân tự lấy mẫu test nhanh COVID-19, thí điểm cách ly tại nhà. Phóng viên hỏi, có thể để người dân tự lấy mẫu test nhanh COVID-19 nhằm giảm áp lực truy vết của lực lượng y tế hay không? Bác sĩ Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc test nhanh COVID-19 không khó về mặt kỹ thuật, nhưng phải được hướng dẫn cơ bản làm sao bóc tách được kháng nguyên của con virus khi lấy mẫu. Bộ Y tế chỉ mới khuyến cáo nhưng chưa có chỉ đạo để người dân tự làm việc này. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Chí Dũng cho biết sẽ ghi nhận gợi ý của phóng viên để bàn với các chuyên gia xem có nên để người dân tự test nhanh COVID-19 hay không. Nói về việc có thể lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thành phố hay không, bác sĩ Nguyễn Chí Dũng cho biết, trước khi có đợt dịch thứ tư xảy ra, khi người dân đi chơi lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thì lực lượng y tế cũng lấy mẫu ngẫu nhiên ở sân bay, bến xe, ga tàu, nhưng không phát hiện ca bệnh nào. Mặt khác, giám sát ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, lực lượng chức năng cũng đã lấy 25.000 mẫu và cho kết quả âm tính với COVID-19. Thành phố cũng đánh giá nguy cơ, giám sát rộng, cần cố gắng tầm soát ở khu vực nhà trọ, khu dân cư, lấy mẫu ngẫu nhiên thì không phát hiện ca nhiễm. Theo bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 13-14 triệu dân nên việc xét nghiệm trên diện rộng để tầm soát không đơn giản. Do vậy, lực lượng chức năng cố gắng làm sao để đánh giá khoanh vùng đúng trúng mục tiêu để lấy mẫu xét nghiệm, còn lấy mẫu hết người dân thành phố là bất khả thi.
Trao đổi thêm về tình hình dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bác sĩ Nguyễn Chí Dũng cho biết hiện nay chưa phát hiện thêm các trường hợp F1 khác của các ca dương tính tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Theo ông Dũng, các ca mắc chủ yếu liên quan đến khu vực hành chính, hậu cần. Hiện chưa thể đánh giá hết, nhưng có thể phỏng đoán việc lây nhiễm là do xâm nhập từ bên ngoài. Các chuyên gia của thành phố sẽ đánh giá toàn diện để có câu trả lời xác đáng. Về việc Thành phố Hồ Chí Minh có tính đến việc cho F1 cách ly tại nhà hay không, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cho biết có thể thực hiện cách ly F1 tại nhà, tuy nhiên không phải nhà nào cũng đủ điều kiện để cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Nếu nhà ở không đủ điều kiện cách ly thì phải cách ly tập trung. Mặt khác cũng phải tính toán đến giải pháp giám sát sự tuân thủ của những người cách ly tại nhà. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang cân nhắc thí điểm F1 cách ly tại nhà ở một số khu vực, sau đó là nhân rộng ra. Đẩy nhanh xét nghiệm cho F1 có kết quả chỉ trong 6 đến 10 giờ. Trao đổi về câu hỏi về những biện pháp mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tuần giãn cách sắp tới, bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay ngành y tế đang cố gắng đẩy nhanh việc truy vết, cố gắng khoanh vùng các chuỗi lây nhiễm. Hôm qua ngày 13 tháng 6, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bình đã ký văn bản về đẩy nhanh truy vết, xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc là tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19. Trong đó nội dung quan trọng là yêu cầu các lực lượng chức năng trong vòng 2 giờ đồng hồ sau khi xác định ca nghi nhiễm thì phải truy cho được hết các F1, nhất là ngay lập tức xác định các F1 có tiếp xúc rất gần như các thành viên trong gia đình để lấy mẫu xét nghiệm. Cùng với đó, dù hiện nay Bộ Y tế quy định trong vòng 24 giờ phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp F1, nhưng để đẩy nhanh truy vết, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh việc xét nghiệm, trong 6 đến 10 giờ phải có kết quả xét nghiệm của F1. Ngoài ra, liên quan đến việc tầm soát, cơ quan y tế khuyến cáo người dân khi có triệu chứng nghi ngờ bị bệnh COVID-19 phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám sàng lọc, chuẩn đoán COVID-19, không chủ quan. Đây là những biện pháp căn cơ để kiểm soát việc lây lan dịch bệnh. Mặt khác, theo ông Dũng, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện biện pháp cũ nhưng đẩy mạnh hơn việc khoanh vùng, cách ly, tiếp tục củng cố, xây dựng hàng rào bảo vệ vững chắc các cơ sở khám chữa bệnh. Trưa nay, Giám đốc Sở Y tế cũng đã triển khai các mô hình cơ sở y tế phòng chống dịch tốt, đặc biệt là trong thời gian giãn cách lần này, các nhân viên y tế, cán bộ, viên chức được yêu cầu sau giờ làm việc không tụ tập ở nhà, hạn chế tối đa sự tiếp xúc, giao lưu, bác sĩ Dũng chia sẻ. Tín hiệu đáng mừng, vaccine COVID-19 đã có tác dụng đối với chủng ca bệnh ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thông tin được ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề cập tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 14 tháng 6. Ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho hay, khi đánh giá toàn bộ nhân viên mắc COVID-19 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thì thấy tải lượng virus rất thấp. Đây là tín hiệu đáng mừng, có thể là tác dụng của vaccine đã làm cho người bệnh có tải lượng virus thấp. Khi so sánh với ổ dịch ở điểm nhóm Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng thì thấy sự lây lan rất khác biệt. Với chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, bệnh viện này đã xét nghiệm toàn bộ 924 nhân viên và phát hiện 55 trường hợp dương tính. Ca mắc này là nhân viên 13 khoa của bệnh viện, trong đó có một người sống ở ổ dịch khu dân cư E-Home 3. Nhận định ban đầu, đây là ổ dịch lây nhiễm trong khuôn viên bệnh viện, chủ yếu thuộc phòng công nghệ thông tin, phòng chỉ đạo tuyến, phòng hành chính quản trị và các phòng chức năng khác như là kế hoạch tổng hợp, tổ chức cán bộ, dược. Ông Bình cho hay, may mắn là tất cả các bệnh nhân và bác sĩ điều trị đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Sáng nay, trong 107 trường hợp F1 của các nhân viên trong bệnh viện, ngành y tế ghi nhận tổng cộng 7 ca dương tính, 3 người thân của nhân viên phòng công nghệ thông tin, 2 con của trưởng phòng công nghệ thông tin và 1 con của nhân viên phòng chỉ đạo tuyến. Trước đó, giáo sư Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay, hiện tại các nhân viên y tế và bệnh nhân là nhân viên nhiễm COVID-19 mới phát hiện đều ổn. Hiện tại thì 100% không có triệu chứng. Trong những ngày tới, bệnh viện sẽ bố trí các vị trí việc làm phù hợp với thực tế, mục đích vừa đảm bảo duy trì hoạt động điều trị chăm sóc bệnh nhân, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Để đảm bảo chăm sóc tốt cho đội ngũ nhân viên trong thời gian cách ly tại bệnh viện đã thành lập đội chăm sóc nhân viên y tế, phòng điều dưỡng và công tác xã hội đã liên hệ để tiếp nhận vận chuyển thức ăn đến cho toàn thể nhân viên trong bệnh viện. Giáo sư Châu cho biết, tất cả nhân viên của bệnh viện đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, theo y văn quốc tế, trong số những người đã tiêm vaccine, vẫn có tỷ lệ nhất định có thể nhiễm SARS-CoV-2. Nhưng những người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, nếu nhiễm SARS-CoV-2 thì ít có khả năng phát triển thành bệnh.
Thực tế cho thấy, trong số nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh nhiễm SARS-CoV-2 đợt này, một người chưa được tiêm vaccine do đang có thai 3 tháng, tải lượng virus rất thấp, chỉ có một người có triệu chứng nhẹ. Người này hiện đang thực hiện công tác theo hình thức online để hỗ trợ hoạt động của bệnh viện. Cũng theo Y văn quốc tế, thì vaccine phòng COVID-19 giảm tình trạng nặng của bệnh và không dẫn đến tử vong.